Sáng ngày 21 tháng 4, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Hội Trí thức và Khoa học trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng vàng những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế xã hội năm 2014. Có 100 trí thức được bình chọn trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học xã hội và quản lý. Nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, là trí thức duy nhất của tỉnh Quảng Ninh được nhận bằng vàng những gương mặt trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế xã hội năm 2014. Đây là lần thứ ba Hội Trí thức và Khoa học trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động bình chọn vinh danh những gương mặt điển hình xuất sắc của trí thức trong cả nước theo các tiêu chí và lĩnh vực được chọn, sự đề cử của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể.